Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 2981, tôi còn tưởng là ai, thì ra là tên phế vật này. Đường Tuấn ngay lập tức biết được tin tức này từ trong miệng Mộ Thanh, lúc này anh đã quyết định đình chỉ tu hành, đi tới cổ Ma Hà. Anh Dược, tôi cảm thấy anh vẫn nên không đi thì tốt hơn, với trạng thái hiện giờ của anh mà đi tới đó, chỉ sợ không an toàn. Mộ Thanh lo lắng nói. Đường Tuấn cười nói, cô nói sai rồi, bây giờ tôi mới là người an toàn nhất. Nếu tôi chết, bọn họ tìm ai để lấy hai loại y thuật nghịch thiên đây? Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn, cô ấy muốn nói nhưng lại thôi. Đường Tuấn nói, tôi biết cô đang lo lắng cái gì, chỉ là ý kiến của bọn họ không liên quan gì đến tôi. Bọn họ ngoại trừ nói một hai câu ra, còn dám làm gì tôi chứ? Lần này anh bị phong cấm tu vi, tương đương với việc trở thành phế nhân, nếu như thật sự xuất hiện ở cổ Ma Hà, chỉ sợ rất nhiều người sẽ lạnh lùng nói thêm. Đường Tuấn đi ra ngoài, nói, đi thôi. Lần này tinh thần chi tâm xuất thế, chỉ sợ sẽ có thần quân chết. Không biết vì sao, anh luôn có cảm giác lần này tinh thần chi tâm xuất thế có chút kỳ lạ. Đường Tuấn không có cách nào thôi thúc pháp lực, chỉ có thể do Mộ Thanh dẫn anh đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mộ Thanh nâng lên một đài ngọc liên, Đường Tuấn đứng bên cạnh cô ấy, tinh thần hai người phấn chấn, quả thật giống như thần tiên vậy. Hiện giờ trong người Đường Tuấn không có tu vi, nên Mộ Thanh không dám thôi thúc đài ngọc liên quá nhanh, bọn họ chậm rãi phi hành. Trong doanh trại phía dưới, từng ánh hào quang phóng lên cao, rất nhanh đã đi tới bên cạnh hai người. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là tên phế vật này. Một giọng nói mang theo vẻ mỉa mai mạnh mẽ vang lên, Vương Huy bước đi trong không khí, anh ta cố ý thả chậm tốc độ, sóng vai cùng hai người. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là đầu heo. Đường Tuấn nhìn Vương Huy, anh cũng trêu chọc lại. Sắc mặt Vương Huy hơi cứng đờ, anh ta cắn răng nói, anh. Đường Tuấn nói, anh cái gì mà anh, bị tôi đánh thành đầu heo, cũng không biết xấu hổ nói tôi là phế vật. Vương Huy nghe thấy hai chữ, đầu heo, khóe miệng liên tục co giật. Từ ngày anh ta bị Đường Tuấn đánh cho sưng mặt, anh ta đã có bóng ma với hai chữ này. Anh ta thở ra một hơi, cười lạnh nói, anh bây giờ, tôi thổi một hơi cũng có thể giết chết. Vậy anh ra tay đi, đầu heo. Đường Tuấn nói. Vương Huy cắn răng đến khanh khách, tên này không thể đổi từ sao. Nhưng thật sự là anh ta cũng không dám ra tay, bây giờ Đường Tuấn trong mắt anh ta thật sự là quá yếu, dùng sức không khống chế tốt cũng có thể giết chết đối phương, đến lúc đó lửa giận của hơn 10 vị thần quân cũng không phải là chuyện mà anh ta có thể dễ dàng thừa nhận. Nói không chừng anh ta sẽ bị nhốt vào thiên ngục. Vương Huy hừ lạnh. Chương 2982 cô ấy thả sai còn hơn để lại sự hối tiếc và hối hận. Sao Minh Thần Quân không bịt miệng tên này chứ? Mấy người Thủy Miểu Miểu nhịn không được nghĩ đến. Tốc độ của Mộ Thanh và Đường Tuấn tương đối chậm, khi hai người đi tới cổ Ma Hà, đã nhìn thấy một viên tinh thể màu xanh biếc cực lớn lơ lửng trên cao, tản mát ra một luồng năng lượng thủy triều nồng đậm. Làm cho người ta thấy vậy mà trong lòng run lên. Lần này tinh thần chi tâm hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người, không ẩn nấp trong dị không gian nữa, làm cho người ta cảm giác càng thêm chấn động. Cách rất gần tinh thần chi tâm, đang bộc phát ra từng đợt năng lượng đáng sợ. Quân phản loạn cũng điều động hơn 10 vị thần quân, hiện giờ đang cùng bọn Minh thần quân chiến đấu. Hai người vừa đến, một âm thanh đã vang lên. Đạo nhất thần tử chân đạp hư không. Rơi xuống bên cạnh Mộ Thanh. Anh ta nhìn về Đường Tuấn đang ở bên cạnh, nhíu mày, không vui nói, anh tới đây làm gì vậy? Đạo nhất, anh quản thật rộng. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Đạo nhất thần tử còn muốn nói nữa, nhưng Mộ Thanh lại nói trước, nếu như thần tử không có việc gì, thì xin mời chuyển sang chỗ khác, tôi không muốn người khác quấy rầy sự yên tĩnh của tôi cùng anh Dược. Sắc mặt đạo nhất thần tử tối sầm lại. Anh ta nhìn Mộ Thanh một cái, rồi nói, Mộ Thanh, tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng lần này cô thật sự chọn sai rồi. Nói xong, đạo nhất thần tử rời đi. Mộ Thanh hơi cúi đầu, giống như là đang nói cho mình biết, lại giống như đang nói với mình, giọng nói trước nay chưa từng có quyết tuyệt, cho dù sai, tôi cũng quyết sai đến cùng. Cô ấy thà sai còn hơn để lại sự hối tiếc và hối hận. Tuy rằng giọng của Mộ Thanh rất nhỏ, nhưng Đường Tuấn vẫn nghe được. Trong lòng anh không khỏi run lên.
Anh thở dài ở trong lòng, nếu như thân phận đến từ địa cầu của anh bị bại lộ, sẽ gây ra náo động càng lớn, đó cũng là điều mà anh kiêng kỵ từ trước tới nay. Tạm thời vứt bỏ ý niệm hỗn tạp trong lòng, Đường Tuấn nhìn về phía hai bên đang giao chiến trên không trung. Trận đại chiến này sẽ quyết định tinh thần chi tâm thuộc về ai, thậm chí bao gồm cả việc sống chết của anh. Không nghĩ tới quân phản loạn lại có nhiều thần quân cao thủ như vậy. Đường Tuấn cảm thán nói. Mộ Thanh nói, nghe nói trong quân phản loạn còn có tôn giả cấp bậc cao thủ, không biết có phải là thật hay không. Đồng tử Đường Tuấn co rụt lại, trong lòng càng thêm nghi ngờ về quân phản loạn. Đây cuối cùng là một loại thế lực gì, lại đến từ đâu? Đường Tuấn thu hồi tầm mắt, hiện giờ thực lực của anh đã bị phong tỏa, muốn thấy rõ chiến đấu của thần quân trên không trung gần như là không có khả năng. Chương 2983, Diệp Phạm, cậu đúng là để ý tới anh ta. Cho dù toàn bộ tu vi ở đây, thì chiến đấu của thần quân người bình thường cũng không thể nhìn trộm. Lúc này trên chiến trường đã tụ tập rất nhiều người, thiên kiêu của Vạn Tiên Hội, tướng lĩnh do Hứa Vô Sơn cầm đầu, còn có đội ngũ bác sĩ do Diệp Phạm dẫn đầu. Trên chiến trường này, bác sĩ là một nhân viên không thể thiếu. Chỉ là lúc này ở bên cạnh Diệp Phạm, dĩ nhiên còn có một người nữa. Người này thoạt nhìn có chút già, thân hình thoáng gầy, ông ta chống một cái gậy, nhưng trong ánh mắt tất cả bác sĩ bao gồm cả Diệp Phạm nhìn về phía ông đều mang theo vẻ cung kính. Đó là Vạn Hành Vân, một trong ngũ đại thần y sư của Trung ương Ngân Hà. Mộ Thanh theo tầm mắt Đường Tuấn nhìn qua, nhẹ giọng giải thích, hai ngày trước ông ta đã đi tới Táng Tinh cổ địa, lúc ấy anh dược bận rộn tu hành, tôi cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nên không có nói cho anh biết. Ngũ đại thần y sư, đối với bất kỳ vị bác sĩ nào mà nói đều tương đương với sự tồn tại của thần minh. Ngay cả trong ánh mắt Mộ Thanh khi nhìn về phía Vạn Hành Vân cũng mang theo sự kính nể. Đường Tuấn khẽ gật đầu, đối với việc Vạn Hành Vân xuất hiện ở chỗ này anh cũng không để ở trong lòng. Bây giờ anh nghiên cứu hai loại y thuật mặc dù đều có thể nói là nghịch thiên, nhưng trong tay mỗi thần bác sĩ cũng nắm giữ một hai loại y thuật có thể nói là nghịch thiên. Đối với Đường Tuấn mà nói, bọn họ là những tiền bối đi trước trong lĩnh vực y đạo. Đang lúc Đường Tuấn chuẩn bị thu hồi tầm mắt, thì Vạn Hành Vân bỗng nhiên nghiêng người, ông ta nhìn về phía anh. Tuy rằng trên gương mặt già nua không có bất kỳ biểu cảm nào toát ra, nhưng Đường Tuấn vẫn cảm thấy một tia lãnh ý từ ánh mắt ông ta. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã tách ra. Phía trước, Diệp Phạm thấp giọng nói với Vạn Hành Vân, bác sĩ Vạn, anh ta chính là bác sĩ thiên tài mà tôi nói. Vạn Hành Vân cười nhạt một tiếng, nói quả thật không sai, đáng tiếc bây giờ bên trong cơ thể có hư không đại thủ ấn của Minh Thần Quân, qua một khoảng thời gian nữa chỉ sợ chính là một thi thể chết trong thiên ngục. Đối với việc Vạn Hành Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra thương thế trong cơ thể Đường Tuấn, Diệp Phạm cũng không có một chút kinh ngạc, làm thần bác sĩ, vốn là có loại tuệ nhãn này. Diệp Phạm trầm ngâm một lát, cung kính nói, bác sĩ Vạn, ông có thể giúp đỡ hay không, cầu tình với Minh Thần Quân, tôi thật sự không đành lòng nhìn thấy một Tuấn Kiệt tương lai có khả năng trở thành thần bác sĩ cứ như vậy chết trẻ. Vạn Hành Vân nghe vậy, khóe miệng tràn ra một nụ cười, nói, Diệp Phạm, cậu đúng là để ý tới anh ta. Bây giờ anh ta nắm giữ hai loại y thuật nghịch thiên, thiên phú trên y đạo quả thực là vô song, nhưng muốn thành thần bác sĩ cũng không đơn giản như vậy. Ít nhất bây giờ tôi không thấy một chút hy vọng trên anh ta. Thần bác sĩ, không chỉ phải nắm giữ y thuật nghịch thiên, mà còn là một vị thần quân có thực lực rất mạnh. Mà Đường Tuấn lại sắp chết, muốn thiên phú lại yêu nghiệt, thì có thể làm gì? Chương 2984 cũng không ai có thể học được. Diệp Phạm đương nhiên biết trở thành thần bác sĩ rất khó, nhưng trong lòng anh ta thật sự không đành lòng, nói, bác sĩ Vạn, ông xem. Vạn Hành Vân khoát tay áo, cười nói, tôi biết ý nghĩ của cậu. Vì vậy, cùng là một bác sĩ, tôi sẽ cho anh ta một cơ hội. Cậu đi nói cho anh ta biết, đem hai loại y thuật nghịch thiên trao đổi với tôi có thể đi cầu xin với Minh Thần Quân. Diệp Phạm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nói cái này chỉ sợ rất khó. Anh ta biết hơn 10 vị thần quân bức bách, Đường Tuấn đều không có giao ra hai loại y thuật, hiện tại chỉ dựa vào một câu của Vạn Hành Vân, muốn anh ta giao ra, gần như là không có khả năng. Vạn Hành Vân nói, không được thì thôi. Ta ở trên lĩnh vực y đạo đã sớm đi ra con đường của riêng mình, cũng không phải là muốn lấy y thuật của anh ta chiếm làm của riêng,
mà là tôi muốn suy luận, có lẽ có thu hoạch. Muốn đạt tới cảnh giới y thuật cao hơn, nhất định phải trao đổi. Nếu như ánh mắt của anh ta hạn hẹp như thế, vậy cho dù sống sót, tương lai khả năng cũng rất khó trở thành thần bác sĩ. Vẻ mặt Diệp Phạm hơi cứng đờ, y thuật đích thực cần trao đổi, nhưng rất ít người lấy tài nghệ của mình đem ra trao đổi đây cũng là giữ lại của riêng. Những lời này của Vạn Hành Vân có chút quá, nhưng Diệp Phạm lại không tiện ý kiến gì, anh ta khom người hành lễ với Vạn Hành Vân, sau đó đi tới bên cạnh Đường Tuấn cùng Mộ Thanh, nói những lời này cho bọn họ nghe. Đường Tuấn lắc đầu, nói trở về sau có lẽ tôi sẽ lấy hai loại y thuật này ra trao đổi, nhưng hiện tại còn chưa đến lúc đó. Ngay cả khi tôi thực sự nói điều đó, cũng không ai có thể học được. Diệp Phạm nghe xong lời này, trên mặt đều không khỏi toát ra một tia tức giận, anh ta trầm giọng nói, hình phạt của thiên ngục, so với tưởng tượng của anh còn tàn khốc hơn. Đường Tuấn, y thuật cũng không phải bảo vật, chỉ có mở rộng ra mới có thể khiến nhiều người được lợi. Đường Tuấn nói, lão Diệp, đối với anh và tôi mà nói, y thuật chính là một loại tu hành. Diệp Phạm sửng sốt, tức giận lập tức tiêu tan, rồi nói, vậy anh tự lo lấy đi. Anh ta trở lại bên cạnh Vạn Hành Vân, không cần anh ta nói, thì Vạn Hành Vân đã sớm biết, ông ta cười nói, anh ta nhìn thấy khá rõ, quên đi, đừng miễn cưỡng anh ta nữa, nếu như anh ta muốn chết, vậy cũng không thể trách người khác được. Diệp Phạm thở dài, anh ta không muốn nói thêm nữa. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên bộc phát ra chấn động kịch liệt, máu tươi bay tung tóe trên không trung. Vạn Hành Vân cười nói, thật sự là kịch liệt ha, lại có thần quân bị thương. Ông ta dứt lời, một bóng người từ trên cao bay xuống, người kia bị thương rất nặng, lúc này chỉ còn lại nửa thân thể, thức hải cùng đan điền đều xuất hiện vết nứt đáng sợ, xem ra vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Từ nửa khuôn mặt kia có thể nhận ra, người này lại là Truy Điện Thần Quân. Chương 2985. Diệp Phạm vừa nói xong, nửa gò má còn lại của Truy Điện Thần Quân cứng đờ, tiếp theo trong mắt trào ra lửa giận, anh ta điên cuồng hét lên, Diệp Phạm, nơi này y thuật của anh là tốt nhất, nhất định sẽ có biện pháp. Anh ta đã trải qua vô số gian nan mới tu thành thần quân, còn có rất nhiều việc phải làm sao có thể uất ức chết ở chỗ này như vậy được. Diệp Phạm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thần quân, điều tôi nói là thật, với trình độ y thuật của tôi, quả thực là không có biện pháp chữa trị cho anh. Đối với người làm y, điều không muốn nói nhất chính là những lời này. Diệp Phạm thở dài trong lòng, nói tiếp, hơn nữa tôi cũng không phải là người có y thuật tốt nhất ở đây, ít nhất còn có y thuật của hai người ở trên tôi. Truy Điện Thần Quân ngẩn ra, anh ta nhìn về phía Vạn Hành Vân ở một bên, là một trong ngũ đại thần y sư, y thuật của Vạn Hành Vân nhất định là ở trên Diệp Phạm. Vạn Hành Vân vuốt râu, cười nói, Truy Điện, tôi đích thực là có thể chữa khỏi thương thế của cậu, nhưng tôi sẽ không ra tay vô ích, đổi lấy một vị thần bác sĩ ra tay, cậu có thể trả nổi sao? Truy Điện Thần Quân căng thẳng trong lòng, cái giá để thần bác sĩ ra tay đích thực là rất cao, anh ta nhìn Vạn Hành Vân, nói, ông muốn cái gì? Vạn Hành Vân nói, đem Truy Điện Thần Pháp của cậu giao cho tôi, thì tôi sẽ ra tay trị liệu cho cậu. Nửa khuôn mặt của Truy Điện Thần Quân trở nên ảm đạm. Anh ta có tên gọi là Truy Điện Thần Quân, chính là bởi vì anh ta tu tập Truy Điện Thần Pháp. Ỷ vào môn thân pháp này, nên thần quân cùng cảnh hoàn toàn không đuổi kịp anh ta. Lần này anh ta bị thương, là bởi vì ở đây rất nhiều thần quân có tu vi cao hơn anh ta, hơn nữa là một hồi đại hỗn chiến, nếu mà không phải anh ta tham lam, thì anh ta đã có thể thong dong rút lui rồi. Ông có thể cái khác. Truy Điện Thần Quân nói. Nếu như mất đi Truy Điện Thần Pháp, vậy cái tên gọi Truy Điện Thần Quân thực sự không xứng với anh ta. Vạn Hành Vân lắc đầu, ông ta cười nhạo nói, Truy Điện, ngoại trừ môn Truy Điện Thần Pháp này ra, trên người anh thật đúng là không còn thứ gì có thể lọt vào mắt tôi. Nếu như anh không đồng ý với giao dịch này, vậy thì chậm rãi chờ chết đi. Truy Điện Thần Quân cắn răng, khuôn mặt càng lộ ra dữ tợn. Sinh cơ trong cơ thể anh ta bị xóa nhòa từng chút một, thế giới nhỏ trong hư không cũng giống như thế. Diệp Phạm, anh vừa nói một bác sĩ khác nữa là ai? Truy Điện Thần Quân hơi suy nghĩ, anh ta bỗng nhiên hỏi Diệp Phạm. Diệp Phạm nhìn về phía Đường Tuấn phía sau, nói chính là Đường Tuấn. Nhưng mà hôm nay tu vi của anh ta đã bị phong cấm, chỉ sợ cũng không cách nào chữa trị cho anh ta. Trên mặt Truy Điện Thần Quân lộ ra vẻ xấu hổ, cách đây không lâu anh ta còn châm biếm Đường Tuấn. Chương 2986.
tuy rằng lần này anh ta được trưởng giáo Vạn Diệu Cung ủy thác đến, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều vị thần quân đến như vậy, anh ta cũng không có ý định thực sự góp sức, nếu không anh ta ỷ vào truy điện thân pháp, chưa chắc đã không có cơ hội mang Đường Tuấn đi. Trong lòng anh ta thầm thở dài, truy điện thần quân cắn răng, vẫn đi về phía Đường Tuấn. Anh ta dừng lại trước người Đường Tuấn, truy điện thần quân trầm giọng nói, bác sĩ Đường, anh có biện pháp chữa trị cho tôi không? Cho dù đến thời điểm này, truy điện thần quân vẫn không thể kéo thể diện xuống, không có một chút thái độ cầu xin người khác giúp đỡ. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái, hỏi ngược lại, lúc trước anh làm nhục tôi khinh rẻ tôi, vậy bây giờ anh cảm thấy tôi sẽ chữa trị cho anh sao? Vẻ mặt truy điện thần quân tối sầm lại, anh ta nghĩ ở một vị trí khác, nếu như anh ta là Đường Tuấn, chính mình đưa ra loại yêu cầu này, chắc chắn anh ta sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Chẳng lẽ tôi nhất định phải chết ở chỗ này sao? Truy điện thần quân không cam lòng. Đúng lúc này, Đường Tuấn nói tu vi của tôi đã bị phong tỏa, tôi cần bác sĩ Diệp phối hợp, mới có thể chữa trị cho anh. Trong con người truy điện thần quân tỏ ra vẻ kinh ngạc, Đường Tuấn xua tay nói, đương nhiên, có đồng ý hay không vẫn là do anh. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi, cảm ơn bác sĩ Đường. Truy điện thần quân vội vàng nói. Diệp Phạm cũng rất khiếp sợ, anh ta không ngờ tới Đường Tuấn lại đồng ý chữa trị cho truy điện thần quân. Không cho anh ta suy nghĩ nhiều, Đường Tuấn đã lần lượt ra lệnh cho anh ta, Diệp Phạm vội vàng dựa theo phương pháp Đường Tuấn nói chữa trị cho truy điện thần quân. Lại còn có thể dùng như vậy. Trong quá trình trị liệu cho truy điện thần quân, vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Phạm càng thêm nồng đậm. Khi mới tới Táng Tinh cổ địa, Đường Tuấn đã hỏi anh ta về các phương pháp phá giải cấm chế cùng trận pháp, mà hiện tại trong mệnh lệnh của Đường Tuấn đối với anh ta, hầu như đều là những phương pháp kia, nhưng rõ ràng chúng đã được cải tiến, nên thực dụng hơn nữa nó còn phát huy ra những công dụng mà trước kia anh ta hoàn toàn không tưởng tượng được. Tiến hành theo trị liệu, truy điện thần quân đã cảm nhận được luồng sức mạnh đang không ngừng mài mòn sinh cơ trong cơ thể của mình đã dần dần biến mất. Trong mắt Vạn Hành Vân cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, thân là thần bác sĩ, ông ta biết rõ y thuật mà Đường Tuấn đang sử dụng, quả thực có thể nói là hóa tầm thường thành thần kỳ, dùng một ít y thuật đơn giản để trị liệu một ít bệnh nghiêm trọng. Cảnh giới cuối cùng của tu hành là đại đạo chí giản, mà y đạo cũng như thế, trong mắt Vạn Hành Vân, Đường Tuấn đã nhìn thấy một tia bí mật trung cực của y đạo. Trẻ tuổi như vậy đã đạt tới loại trình độ y thuật này, không hổ danh là tên nhóc đến từ địa cầu. Trong lòng Vạn Hành Vân lạnh lẽo, lúc anh trị liệu cho Bạch Phù, Vạn Hành Vân đã phát hiện ra Đường Tuấn sử dụng thủ đoạn y thuật rất giống với địa cầu nhất mạch. Bây giờ khi ông ta tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn ra tay, ông ta đã chắc chắn với suy đoán của mình. Năm đó khi địa cầu hưng thịnh, đã xuất hiện rất nhiều bác sĩ lợi hại, mà khi đó Vạn Hành Vân còn chưa nổi tiếng, ông ta cũng vừa mới bái Độc Tâm Thần Quân làm thầy không lâu. Qua nửa giờ sau, Đường Tuấn mới ngừng ra lệnh, mà Diệp Phạm cũng đồng thời kết thúc trị liệu. Cơ thể truy điện thần quân đã khôi phục lại bình thường, tuy rằng sắc mặt còn tái nhợt, nhưng lại tràn đầy vẻ vui sướng. Lần này anh ta không còn duy trì vẻ kiêu ngạo của thần quân nữa, mà trịnh trọng cung kính nói với Đường Tuấn cảm ơn bác sĩ Đường. Chương 2987. Diệp Phạm cũng tỏ vẻ cảm ơn Đường Tuấn, từ lần trị liệu này, anh ta cũng học được rất nhiều thứ, điều này có trợ giúp rất lớn trong việc tu hành y đạo sau này của anh ta và có lẽ có thể thực hiện được mơ ước. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Truy điện thần quân do dự một chút, âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đầu Đường Tuấn, bác sĩ Đường, trên người anh là hư không đại thủ ấn do Minh Thần Quân tự tay bố trí, tu vi của tôi không bằng ông ta, nên tôi cũng không có cách nào cởi bỏ. Nhưng trong lúc vô tình tôi đã từng đạt được phương pháp tu hành hư không đại thủ ấn, bây giờ tôi nói nó cho anh biết, có lẽ sẽ giúp đỡ anh. Tiếp theo, một phần phương pháp tu hành truyền vào trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn lướt qua phương pháp của hư không đại thủ ấn một lần, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như đưa bài phương pháp này cho người khác, không có đủ tu vi cũng hoàn toàn vô dụng, nhưng đối với Đường Tuấn mà nói, lại có trợ giúp rất lớn. Bây giờ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cởi bỏ hư không đại thủ ấn. Trong lòng Đường Tuấn vui vẻ. Anh đi theo con đường của một bác sĩ, lấy phân tích bí mật y thuật để tu hành, sau khi có được phương pháp hư không đại thủ ấn. Anh đã biết 7 hoặc 8 trong số 10 bí mật của hư không đại thủ ấn, nên việc cởi bỏ cũng không khó. Vốn dĩ truy điện thần quân đưa phương pháp cho Đường Tuấn, chỉ là muốn giúp anh một chút, nào ngờ Đường Tuấn lại dựa vào đó có thể cởi bỏ hư không đại thủ ấn. Anh ta truyền âm nói, bác sĩ Đường, nếu như anh muốn rời đi,
hãy nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực dẫn anh rời đi. Đường Tuấn nói, tạm thời tôi còn không muốn rời đi. Tôi muốn xem tình hình cuộc chiến thế nào, anh có thể giúp tôi một chút được không? Tuy rằng có Mộ Thanh ở đó anh cũng có thể biết được đại khái tình huống cục diện trận chiến. Nhưng suy cho cùng thì tu vi của Mộ Thanh cũng có hạn nên cũng không dám đến quá gần nhìn lén thần quân chiến đấu. Truy điện thần quân nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ngón tay anh ta ở giữa mày Đường Tuấn một chút, một vài bức ảnh đã truyền vào trong đầu anh ta. Ở trong những hình ảnh đó, mục đích chính là thu hút hai người Minh Thần Quân và Ngao Nguyên. Ngao Nguyên liền hóa thành bản thể như một tử kim thần long ngang trời, rồng hét từng đợt. Một cái liền chặn ba vị thần quân phản loạn, mà cánh tay Minh Thần Quân biến thành hai màn xương đen. Mà xương đen cũng không phải xương thật sự mà là những con côn trùng màu đen chi chít. Động tác này của Minh Thần Quân là những côn trùng này tiến hành chiến đấu, chỉ thấy xương đen cuốn qua một vị cao thủ thần quân quân phản loạn. Xác thịt toàn thân của tên thần quân kia biến mất trong nháy mắt, chỉ còn một bộ xương khô, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Minh Thần Quân là một vị trùng tu có thực lực mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ, có vẻ như Minh Thần Quân đã chiếm ưu thế, sẽ nhanh chóng phân thắng bại. Nhìn dáng vẻ tinh thần chi tâm muốn dừng trong tay Minh Thần Quân bọn họ. Trong lòng Đường Tuấn vừa động. Dường như có thể nhìn ra cách nghĩ của Đường Tuấn nên Truy Điện Thần Quân bỗng nhiên nói, chuyện không thuận lợi như vậy. Bên quân phản loạn đó còn có cường giả vẫn chưa ra tay. Tâm niệm anh ta vừa động, Đường Tuấn nhìn thấy chiếc áo choàng đen bao phủ toàn thân, không nhận ra tu hành giả nam nữ đang đứng phía trước quân phản loạn mà lẳng lặng mà nhìn cao thủ thần quân hai bên chiến đấu. Lần trước Minh Thần Quân đã ra tay một lần với người đó lại bị người đó dễ dàng chặn lại. Tôi nghi ngờ người đó mới là cao thủ mạnh nhất trong đám quân phản loạn này. Trong lòng Truy Điện Thần Quân vẫn còn sợ hãi nói. Chương 2988. Chính là bởi vì kiêng dè sự mạnh mẽ của người áo đen đó cho nên Minh Thần Quân và Ngao Nguyên cũng không dám giết chết mà chỉ khiến thần quân đối phương bị trọng thương. Người này, Đường Tuấn dựa vào thần niệm của Truy Điện Thần Quân cảm nhận được khí tức của người áo đen này bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Ngao Nguyên, Minh Trùng cũng đã qua nhiều năm như vậy, các người vẫn không có gì tiến bộ. Đúng lúc này có một âm vang chế giễu vang lên. Trên người tu hành giả vừa nói chuyện kia bao phủ trong chiếc áo màu đen. Nghe thấy âm thanh này, biểu cảm của hai người Ngao Nguyên và Minh Thần Quân thay đổi, thất thanh nói, anh vẫn chưa chết. Vạt áo chiếc áo đen hơi nhấc lên một chút làm lộ ra khuôn mặt người mặc áo đen. Một ngọn lửa toát ra từ trong mắt người áo đen, âm thanh của người áo đen lộ ra vài phần lạnh lùng, Minh Trùng, anh thật sự sống trở về rồi mà chỉ biết bắt nạt tiểu bối, hay là anh với tôi đấu với nhau một trận thấy như thế nào? Minh Thần Quân thu hồi trùng sương mù, nói, Chu Tước, anh nương nhờ vào quân phản loạn, thật là đáng chết. Người áo đen cười lạnh nói, Minh Trùng, anh không xứng nói tôi. Anh ta vừa dứt lời, trên mặt Minh Thần Quân bỗng nhiên lộ ra sự hoảng sợ, thân hình nhanh chóng về phía sau. Nhưng vẫn chậm một chút, cánh tay phải nổ tung, toàn bộ, vô số côn trùng chết. Tiếng côn trùng kêu chói tai vang lên khiến da đầu người nghe trở nên tê dại. Thật là quá yếu, Minh Trùng. Không phải hư không đại thủ ấn của anh rất lợi hại sao, sao lại không thể hiện ra cho tôi xem một chút? Người áo đen nói với giọng nói chế giễu. Ánh mắt Minh Thần Quân u ám, trên tay phải côn trùng không ngừng nhúc nhích nhưng lại khôi phục sự thong thả. Đòn vừa rồi, làm tổn thất rất nhiều côn trùng quý giá. Chu Tước Thần Quân, ông muốn làm gì? Minh Thần Quân quát, sự sợ hãi trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Dưới tình huống tôn giả cấp cao thủ chưa hiện thế, Chu Tước Thần Quân chính là đại danh từ vô địch. Nhiều năm trước, Chu Tước Thần Quân cũng đã là đứng đầu bảng thần quân bảng, thậm chí vượt biên giết chết mới vừa thăng độc tâm tôn giả. Mà Minh Thần Quân ở bảng xếp hạng thần quân đã đến hơn 200 người, vốn dĩ hai người không cùng một cấp bậc. Trong thần đình có lẽ có cao thủ địch nổi Chu Tước Thần Quân nhưng đuổi tới táng cổ tinh địa mà cần một thời gian. Về phần thể hiện hư không đại thủ ấn trước mặt Chu Tước Thần Quân là nói đùa. E rằng vẫn chưa thể hiện. Chu Tước Thần Quân đã giết chết anh ta. Phía dưới, trong mắt Truy Điện Thần Quân cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, đúng là Chu Tước Thần Quân. Ông ta đã biến mất mấy vạn năm, sao lại xuất hiện ở đây? Biểu cảm của Đường Tuấn chấn động, cuối cùng cũng hiểu ra loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Chu Tước Thần Quân vẫn còn sống. Chiếc áo màu đen trên người ông ta rơi xuống lộ ra một người đàn ông trung niên có gương mặt kiên nghị. Nhìn thoáng qua phía dưới nhìn thoáng qua. Khóe miệng gợi lên một nụ cười không dễ dàng phát hiện. Cùng lúc đó,
Âm thanh của Chu Tước Thần Quân trong đầu Đường Tuấn vang lên, yên tâm, có tôi ở đây, hôm nay không ai có thể làm cậu bị thương. Tên Minh Trùng này cũng dám dùng hư không đại thủ ấn với cậu, tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ anh ta một trận. Trong âm thanh không có ý che giấu. Trong lòng Đường Tuấn lại ngược lại càng thêm nghi ngờ. Tuy Chu Tước Thần Quân tu luyện Khải Thần 12 Pháp, xem như một nửa truyền nhân nhưng loại thiện ý này lại cho người ta một loại cảm giác quá mức, không giống như truyền nhân mà giống như họ hàng. Trận chiến đấu tiếp tục bùng nổ trên trời cao, Chu Tước Thần Quân xuất hiện khiến cho tình hình chiến đấu hai bên hoàn toàn mất đi cân bằng, biến thành nghiêng về một phía. Chương 2989. Đám người Minh Thần Quân nhiều nhất cũng không qua tu vi cảnh giới Thần Quân hậu kỳ mà Chu Tước Thần Quân lại là có thể địch nổi tu vi tôn giả, thậm chí có người hoài nghi anh ta đã đạt tới cảnh giới tôn giả. Minh Thần Quân bị Chu Tước Thần Quân đánh giống như bao cát, nhưng đám người Ngao Nguyên không ai dám nói nhiều hơn một câu, càng không có ý nghĩ ra tay. Chỉ biết bắt nạt hậu bối, lão tử đánh cậu thành đầu heo. Chu Tước Thần Quân lớn tiếng nói. Những lời này nổ vang trong trời đất, đám người Tu La Thần Tử, Thủy Miểu Miểu không nhịn được nhìn về phía Vương Huy. Những lời này nghe thật quen tai, chẳng lẽ Chu Tước Thần Quân cùng tên họ Đường kia có đam mê tương đồng. Khóe miệng Vương Huy nhếch lên, cảm giác này hai chữ sẽ đi theo mình thật lâu. Trên trời cao, Minh Thần Quân thật sự bị đánh thành đầu heo. Hơn nữa so với lúc đầu bộ dạng của Vương Huy bộ dáng còn nghiêm trọng hơn. Một khuôn mặt già sưng đến nhìn không thấy ngũ quan, đôi mắt nheo thành một mối ghép, miệng biến thành lạp xưởng. Chu Tước Thần Quân cười ha ha, nói, Minh Trùng, lão tử sẽ ghi nhớ khuôn mặt này của cậu đến lúc đó truyền phát đến Trung ương Tinh Hà Tinh vực ngũ đại, làm cho bọn họ nhìn bộ dạng chủ trì thiên ngục Minh Trùng bị đánh thành đầu heo, chắc chắn bọn họ sẽ hét lên thỏa thích. Minh Thần Quân đã rất nghẹn khuất. Nghe được những lời này mà tức giận đến mức muốn tự sát. Nhưng lúc này anh ta bị Chu Tước Thần Quân dùng pháp môn hư không đại thủ ấn cùng loại phong bế tu vi, vốn dĩ không có cách nào có thể pháp khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản. Đám người Ngao Nguyên rất đồng tình, tuy rằng không biết Minh Thần Quân làm gì mà đụng tới Chu Tước Thần Quân, nhưng tưởng tượng đến loại đãi ngộ bi thảm này, bọn họ chỉ hy vọng loại tai họa này đừng giáng xuống người mình. Đánh Minh Thần Quân một trận, Chu Tước Thần Quân mới dừng tay. Ông ta nhìn doanh trại hai bên lớn tiếng nói, tôi muốn tinh thần chi tâm, các người ai có ý kiến không? Không người dám đáp lời, thực lực của Chu Tước Thần Quân đã thật sự in dấu vết sâu trong lòng bọn ta. Ai dám làm trái lời ông ta nói thì sẽ có kết cục như Minh Thần Quân. Chu Tước Thần Quân thật bá đạo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên một giọng nói chế giễu. Âm thanh vang vọng trong không gian bao gồm đám người Minh Thần Quân ở bên trong. Tất cả ánh mắt của mọi người đều bị thu hút qua phía đó. Ngũ đại thần y sư Vạn Hành Vân ở Trung ương Tinh Hải. Chu Tước Thần Quân nhìn về phía lời nói của người đó, lông mày nhếch lên nói, cậu cũng muốn tinh thần chi tâm sao? Người nói đó chính là Vạn Hành Vân. Đối mặt với sự chất vấn của Chu Tước Thần Quân chất vấn, Vạn Hành Vân bắt đầu lâng lâng nhanh chóng đi tới nơi thần quân trên chiến trường, đứng trước mặt đám người Minh Thần Quân. Minh Thần Quân nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tuy rằng Vạn Hành Vân y thuật cao siêu, đứng hàng ngũ đại thần y sư Trung ương Tinh Hà, nhưng tu vi lại rất bình thường. Đứng ở hàng hơn 500 trên bảng xếp hạng thần quân, còn không bằng anh ta, chứ đừng nói là so sánh với Chu Tước Thần Quân thì chênh lệch về thực lực kém quá xa. Đây cũng là trước đó Vạn Hành Vân chưa ra tay, lại không ai có lý do phản đối, nhiều hơn một vị thần quân xếp hạng hơn 500 thì cũng không có nhiều ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu. Vạn Hành Vân nhìn tinh thần chi tâm càng thêm lóa mắt ở nơi xa cười nói, Chu Tước, vì để có được tinh thần chi tâm này, có lẽ ông đã đợi rất lâu rồi. Trong mắt Chu Tước Thần Quân lộ ra sự ngạc nhiên nhưng không giải thích, nói, Vạn Hành Vân, nếu như cậu tới để nói những lời vô nghĩa thì tôi nhưng không có hứng thú nghe. Chương 2990. Vạn Hành Vân nói, Chu Tước Thần Quân thật không kiên nhẫn, tôi xuất hiện ở đây ngoại trừ tinh thần chi tâm ra còn muốn tìm thần quân lấy một thứ. Chu Tước Thần Quân nói, thứ gì? Trên mặt Vạn Hành Vân mang theo ý cười, nói, mạng của ông. Một, không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, trên mặt đám người Minh Thần Quân lộ ra sự kinh ngạc. Sau đó, Chu Tước Thần Quân cười lớn, nơi Vạn Hành Vân, may mà cậu vẫn là bác sĩ thần nên trước tiên hãy quay về khám xem có phải mình bị bệnh hay không mà nói ra những lời bậy bạ như vậy. Vạn Hành Vân không hề tức giận nói tiếp, dựa vào một mình tôi đương nhiên là không có cách giết ông nhưng hôm nay không phải là tôi tới một mình. Vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt anh ta. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng có khuôn mặt lạnh lùng.
Một người đàn ông trong tay nắm đạo, làn da toàn thân rắn giống như đá hoa cương. Một người phụ nữ nửa bên mặt che kín bằng vải cá nhiều màu sắc. Cuối cùng là một ông lão, trên người ăn mặc áo tơi, trong tay cầm một mái chèo thuyền. Nhìn thấy mấy người, sắc mặt mấy người Minh Thần Quân thay đổi, mấy người Ngao Nguyên, Hổ Bạch Mộng cũng vô cùng chấn động. Phía dưới, đạo nhất thần tử, Ngao Vẫn Thiên càng thêm kinh ngạc, đến nỗi miệng không khép lại được. Bởi vì sự xuất hiện của bốn người này không có phải là những người vô danh, toàn bộ đều là những cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong thần quân. Bạch Long thần quân là người xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng thứ 5. Hợp Nhất Đao là người xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng thần quân, Trầm Phi Du là người xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng. Cuối cùng là Phong Tử Chu thần quân xếp thứ 20. Trong bốn người, yếu nhất chính là ông lão Phong Tử Chu trên người mặc áo tơi kia nhưng cũng có thực lực xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng thần quân. Chu Tước thần quân dừng cười, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bốn cái tên thần quân xếp trước hạng 20 quả thực đã có thể mang đến cho ông ta sự khiếp sợ nhất định. Ông ta nhìn về phía Vạn Hành Vân, trầm giọng nói, muốn mời bốn người này, e rằng cái giá mà cậu phải trả cũng không nhỏ. Vạn Hành Vân cười nói, chỉ cần có thể giết được thần quân thì giá đắt cỡ nào cũng đều đáng. Biểu cảm của Chu Tước thần quân lạnh lẽo, nói, vậy cậu hãy thử xem. Chuyện tới nước này, nói nhiều cũng vô dụng. Tuy rằng ông ta không biết vì sao Vạn Hành Vân muốn liên hợp nhiều người như vậy để đối phó với mình, nhưng cũng không cần biết nữa rồi. Ầm một tiếng, thân hình Bạch Long thần quân lóe lên, hóa thành một con chăn màu trắng khổng lồ miệng phun tiếng người, Chu Tước, ông có còn mạnh mẽ như trước kia hay không? Ông ta mở miệng to ra cắn về phía Chu Tước thần quân, hơi thở nhấn chìm không gian. Bạch Long, ông dám rời tinh vực Bạch Hổ, không sợ bị giết chết sao? Chu Tước thần quân cười lạnh, một con mắt bắn ra một ngọn lửa để ngăn cản Bạch Long. Cùng nhau ra tay, sau khi chuyện đã thành thì đồ vật các người muốn, tôi sẽ dâng lên bằng hai tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2990.